biết lỗi không dễ rồi, thôi biết lỗi út mặt mấy chục mét cả nhà. Đó, lấy này ra để sử dụng bộ ổn độ. Có mồi đó. À, đây này, để đây đi anh. Tép không ạ? Đó, có mồi đó cả nhà nha. Chào anh. Anh Trường Tâm Cơ nè. Chào anh Quỳnh. Chỗ anh đứng ngay chỗ đó, đứng đây này chút. Lát nữa xuống dưới mò luôn. À, chút mò. Đó, xuống mò luôn. Để tháo đôi dép ra. Tháo đi. Xuống đây để anh quay. Mò hậu qua con kia. Thôi hậu qua con mò. Giờ đây cho ông nào thì mình không quen thôi. Tôi phụ đổ thôi. Để hồi nước lớn mình làm kịp. Ừ, làm được trước. Cả nhà nhớ cho một like nha. Cho thao đi. Đây thao 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 đưa thao. Đây đưa thao cho. Không đợi thường phụ đi. Đợi thường phụ đi, phụ cho tôm đi. Ở đây đây con này có đợi thường nha cả nhà nha. Hôm nay ảnh đùa người ta ngồi cho nó cắt ăn mày ơi. Đâu 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 đưa rồi. Có đồ ăn rồi. Có chưa? Có gì vậy? Còn có ốc bu nữa kìa. Tôm càng nè. Tôm càng luôn luôn. Một bên đựng đòn, bên để mà vũ nha ông bình thường một cái đựng tôm cá. À, tôm nó tôm càng luôn. Tôm càng luôn rồi. Ở đâu vậy là sư vũ ở cái bè Tiền Giang nha. Ở quê của anh Hiếu. Có bóng, có bóng, có bóng. Quê của anh Dương Trung Hiếu. Thì có bóng. Tôi nghèo lắm, có bóng thì có bóng á. Cái thao đổ vô đó đó. Có bóng đó, cái xô để đựng 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 tép cá. Nửa xô á. Dạ, rồi. Cái này là cái xô mình để mà mày thương cá. Cá bỏ đây đi. Đủ rồi, đóng xong bây giờ đó. Mẹ mày thường cá được đây. Làm xong bây giờ. Má. Ở sức bình tĩnh nha. Trời ơi, mày đi coi mà ba bốn thằng rồi trâu đầu vô máy móc gì mà đưa tùm lum vậy. Rồi quá tao mà té rồi tao lôi tụi bay xuống luôn á nha. Chuối trước. Trời tôm, tôm cạn kìa, tôm cạn kìa. Có lấy mấy con tôm kìa. Con này bỏ vô được không? Con tôm xuống nữa rồi. Nó thôi. Cá để qua bên tôm. Ê. Trời ơi. Ôi có cua nữa kìa. Con nhỏ nhỏ dục xong dục xong giá xong. Có cua không? Dạ. Cá nè. Nó có đồ ăn rồi nha cả nhà. Có cá gì rồi cái bóng hả? Hai cái đói vậy. Con để vớt lên rồi ăn luôn đó cả nhà. Vớt lên không đồ tươi ngon. Có cầm nữa không? Có cầm nữa rồi. Nằm xuống đi. Vớt lên là tươi. Xuống vậy phải không? Ê, cá chơi con rồi, cá chơi nè. Nó ăn là không có sợ thuốc, không sợ gì hết nha cả nhà. Không, con nhỏ thả đi. Cây hoài vậy đó. Phải đây giống như cá cá ấy đó, cá ngát hay sao á. Giáp luôn, qua tới đây luôn. Cho mặt xem mặt đời thường đâu có cho mặt bữa nay. Kìa đó đó. Kìa đó. Này nè, nhiều nè. Tê. Nè đó nhà mặt đời thường nè, đó mặt đời thường đó. Con cá kiềm nè, cá kiềm bự kìa. Đây nhà thấy giống con cá kiềm kìa bự chân. Cá đổi nè, cá đổi nè, cá đổi nè. Đó, đời thường đó. Cá ông Tông ơi. Cá ông Tông hả? Bậy không à. Đâu biết đâu nó bậy. Cá làm kiềm dục đi đâu á, đâu có làm gì đâu. Cái đâu có ăn gì đâu. Rồi sao thấy bên kênh Hoàng Nguyễn hay lấy con đó. Không, con nó làm thuốc nhưng phải nhiều kìa, ít quá. Bây giờ làm gì? Kìa, ốc bu gà, ốc bu bự gà. Có đây luôn. Cá bóng hồi là kho khô ha. Đây thương ôi, ốc bu luôn nha. Để con cái gì xanh xanh kìa, đẹp cái gì? Cá nóc mít. Cá nóc mít bỏ đi rồi, cá nóc hồi nó bự dần dần á. Con này nó cắn cù mấy đứa nít ở dưới quê phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao biết ai vậy? Đúng rồi, ở trên báo có đăng. Bự không, không cát rồi. Ù, men. Con cát à, không cát đó. Ồ, chỗ cá nguyên cá bóng dừa kìa. Trời ơi, bóng dừa, bóng cát chứ. Rồi đây tôi phụ ở đây là khổ sơ đói luôn á. Phụ xếp nó. Đây là khổ sơ đói luôn á. Ồ, mà cái này là thôi khổ sẽ đói. Khổ sơ đói. Trời vô rồi, vô rồi, vô luôn. Tôm tôm quá trời, trời tôm quá trời. Ú wow. Tôm càng kìa, tôm càng kìa. Ừ. Chị anh gót nha. Tổng chào quý bà con cô bác. Quý bà con cô bác. Trời ơi, có một cái chậu thôi mà ba bốn camera quay vô chị ơi. Được. Giống như là phóng viên rượu á. Quá trời tép tôm luôn à. Tép tôm luôn. À, tép tôm là ăn thoải mái luôn. Ở đây cá cá nóng mít, cá nóng mít ở đây nhiều không ha. Không có dễ đãi rồi. Trời ơi, nãy là tưởng đâu là ăn ấy rồi chứ. Ăn mì gói. Tưởng ăn mì gói. Nè, có cái hột mít nè.
Bánh không mì. Mà hồi mì gói cho mì tôm hồ bỏ chừng 20 tôm luôn mày. Ờ là mì tôm luôn. Rồi là đúng mì tôm đó nha. Quá trời tôm, quá trời tôm luôn mà. Anh ta thường chuyên nghiệp quá ha. Ở đây là đồ thiệt nha, không có chịu mà mua bỏ vô để mà review đâu nha quý vị. Đồ thật nha, đồ thật, người thật việc thật. Đồ thiệt việc thiệt nha. Cái nhà thấy là cái nhà thấy đồ thật việc thật nha. Rồi đó. Đó, tôm. Wow. Tôm đó quá trời không kìa. Tôm kìa. Đây. Wow. Chưa. Đặt cái này kia bằng cái gì đặt nào hả? Không, 12 cửa ngục. 12 cửa ngục có tên gì lạ quá ha. Trứng luôn kìa. Quay tôi cho tôi. Hai con của em nha, con này của em nha. Dài quá luôn. Anh Hiếu ơi, tâm trứng thả nó nha. Con của em. Trứng thả đi cho nó để nó đẻ. Nó bự rồi mà. Đẻ đi, đẻ. Trời ơi. Trời ạ. Ừ con nó bở vậy. Thằng thả trời ơi nó mập chết. Ô má tép rồi quá trời, đừng thả nữa, đừng thả nữa. Được mà quá trời luôn, tép luôn, quá trời luôn. Ô. Quá trời luôn. Trời ơi, lụm không kịp luôn. Nó nhiều quá. Trời ơi cái này. Nè bây giờ thấy không? Ông chủ cứ kéo trên kéo là có tôm, kéo có tôm nữa không? Lấy cái cây xô ra cái nó dưới gọi thôi, dưới cây vô. Đó. Xô ra nó dưới rồi. Có cái cây sao đó, cái dầm sao đó. Trời ơi, ốc u nữa kìa. Cái nhà thêm Hiếu nãy giờ anh cũng lăn xăng hết trơn. Ốc u vàng hay ốc gì vậy đây? Ốc u. Đây nè, cầm đây nè, vô dưới này nè. Nè nè, lại chổi vô cái gọ nè. Ừ, đó cái chổi nghe vô lưới, sơm vô lưới. Ừ. Đó, cái nhà thấy không, quê Hiếu đó. Trời ơi, vậy đi, ừ đó. Đó cá tôm nào đầy. Rồi, cái này về to tiêu là hết bài luôn. Ừ. Tiêu mà khô á. Nón lá tép trời tép ơi đó, cái tơ hồ. Ô bởi nó lửa tép mà lại mỏi tay. Quá nó té trời ơi thôi ghê quá, tao huyết bơi được, tao ớn quá mà đứng kỳ vậy, không có đứng giữa quá thiệt là đi. Cái nào đây không biết bơi không cả nhà, không biết bơi đừng có lanh chanh nha. Em biết bơi nhưng mà có cái nè, chút chút em tắm mà. Đó, một đống nữa kìa. Đó. Wow, ê, đồ mắt có cái gì. Trời ơi, tâm là ở đâu vậy Bác Vũ? Ở cái bè Tiền Giang chú nghiệp miền Tây ơi. Ngay cái ngã ra cầu Mỹ Thuận á. Cô mồi ngon nhất lách luôn rồi, làm nó tự do. Chưa, cái này mới dám.